cho các bạn. Sau đây mình sẽ trình bày cái mạch điều khiển LCD sử dụng thư viện tv-lcd.c để mà hiển thị các cái nội dung như sau. Đây là cái nội dung mà mình cần hiển thị, đó là đại học sư phạm kỹ thuật nè, vi xử lý nè, Giang Bình Dương nè và tên của mình. Thì đây là cái mạch mình đã mô phỏng sẵn trên Rotate. Mình sử dụng cái LCD 20x4, mình dùng mực D để mà đưa dữ liệu vào cái LCD này. Rồi mình dùng cái chân E0 nó với RS nè, E1 nó với cái chân read write, rồi E2 nó với cái chân enable của LCD, VDD thì nó với VCC, rồi VSS nó với ground. Đó mất. Rồi ở đây có thêm một cái mạch tự động reset, có nút nhấn để mà reset khi cần thiết. Một cái dao động thạch anh với tần số 20 m. Hồi như ban đầu thì đây là cái lưu đồ của mình. Mình cũng có hình cổng nè, hiển thị lên LCD. Thì ở đây cái chữ vi xử lý và cái tên của mình nó sẽ được chạy từ bên phải sang bên trái. Rồi nó cứ như vậy lặp lại tuần hoàn. Tiếp theo đây là cái chương trình của mình. Thì đầu tiên mình cũng khai báo thư viện nè, khai báo cấu hình, khai báo tần số của dao động thạch anh, và định nghĩa các cái chân RS, read write, enable của LCD lần lượt các chân E0 đến E2. Rồi output LCD là output D. Và mình khai báo cái thư viện tv-lcd.c, khai báo cái mảng T1 và T2 chứa các nội dung sau nè, hai cái nội dung này, và khai báo cái IK, biến IK là cái biến mà mình sử dụng cho chương trình này. Vào chương trình chính thì đầu tiên mình khởi tạo cái bột D và bột E là hai cái bột xuất. Mình khởi tạo LCD vì là cái chữ, hai cái dòng chữ đại học sư phạm kỹ thuật và Dĩ An Bình Dương là hai cái dòng chữ cố định nè, cho nên mình đưa nó ra trước, đưa cái dữ liệu ra trước. Thì cái dòng lệnh này dùng để khai báo cái vị trí con trỏ, rồi LCD data để đưa cái dữ liệu ra cái vị trí con trỏ mình vừa khai báo. Rồi tiếp theo nguyên cái đoạn lệnh này dùng để hiển thị dòng chữ vi xử lý. Thì đầu tiên mình cũng khai báo cái con trỏ, cái vị trí của con trỏ nè. Mình tạo thêm một cái vòng lặp, trong cái vòng lặp này chạy từ 1 đến 21. Thì ở trong thì cái vòng lặp đầu tiên nó chạy từ 28 về 0, tại vì ban đầu cái chữ vi xử lý mình khai báo nó có 28 phần tử nè. Rồi ở đây thì mình cho nó chạy từ 1 đến 21, bởi vì nếu mà để nó chạy đến đến đây nó chạy đến 28, nhưng mà để nó chạy đến 28 thì nó sẽ bị hiển thị xuống cái dòng thứ tư, cái dòng thứ tư, tức là nó hiển thị xuống cái dòng dòng cuối cùng này nè, cho nên mình không muốn nó hiển thị cái dòng đó, cho nên mình chặn nó lại để nó hiển thị ở trên thôi. Còn mục đích đây là cái dòng lệnh quan trọng nhất trong cái đoạn lệnh này nè, mục đích của nó là hiển thị lùi về để mà nó chạy từ bên phải sang bên trái. Ví dụ như ở đây thì y bằng 20 đi, 20 đi thì cái k ban đầu, cái k ban đầu nó cho nó cũng là 20 đi, cái k nó là 10 đi, cái k nó là 10 đi, thì đây là 18 thì nó sẽ hiển thị ở khoảng ở đây nè, khoảng ở đây. Xong rồi cái tăng, khi mà tăng cái k lên á là 11 á thì nó sẽ hiển thị lên 19, thì nó sẽ hiển thị lên đây, như lên đây thì nó sẽ lùi, nó bị lùi về cái chữ vi xử lý, nó sẽ bị chạy, nó được chạy từ bên phải sang bên trái. Cái đoạn lệnh ở dưới này thì cũng tương tự, rồi dùng để hiển thị thay vì là 28 thì nó chạy 35 lần, và ở đây thì nó sẽ nhỏ hơn y cộng 1 để mà nó chạy 35 lần.
cái này đến 21 cũng được. À, sau đây mình sẽ chạy chạy thử với các bạn xem. Đó, cái chữ visually nó chạy từ bên phải sang bên trái. Rồi khi mà nó chạy hết thì tiếp tục với cái chữ Lê Quang Trường, nó cũng sẽ chạy từ bên phải sang bên trái. Rồi, phần trình bày của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.